Các nhà ngoại giao trung gian châu Phi đã hội đàm với Tổng thống Nam Sudan, tên từ Juba. Các nhà ngoại giao trung gian châu Phi đang cố gắng đàm phán một thỏa thuận hòa bình ở Nam Sudan sau 12 ngày giao tranh đã làm hàng ngàn người chết. Hôm nay, các nhà hòa giải châu Phi, bao gồm Thủ tướng Ethiopia, ông Haile Mariam Desalegn, Ngoại trưởng Ethiopia, ông Tedros Adhanom và Tổng thống Kenya, ông Uhuru Kenyatta, đã tổ chức cuộc đàm phán với Tổng thống Salva Kiir và ông Adhanom đã nói với các phóng viên rằng cuộc họp rất xây dựng và rất thẳng thắn. Những vấn đề đã được thảo luận bao gồm chấm dứt các cuộc xung đột, khởi đầu ngay lập tức đối thoại để giải quyết vấn đề chính trị và về những người bị bắt vì bị tình nghi âm mưu thực hiện một cuộc đảo chính, cũng như về cuộc khủng hoảng nhân đạo. Bạo lực đã nổ ra ở thủ đô Juba vào ngày 15 tháng 12 và đã nhanh chóng lan rộng, phân chia 10.8 triệu người Nam Sudan theo làn ranh giữa hai bộ tộc Nuer và Dinka. Các cường quốc Tây Phương và các quốc gia Đông Phi muốn ngăn chặn tình hình trở nên hỗn loạn hơn đã cố gắng làm trung gian giữa ông Kiir, một người Dinka, và lãnh đạo phiến quân ông Riek Machar, một người bộ tộc Nuer, từng là phó tổng thống đã bị ông Kiir cắt chức vào tháng 7. Mặc dù Liên minh châu Phi đã kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn trong ngày Giáng sinh, nhưng hôm qua, quân nổi dậy và quân đội của chính phủ đã đụng độ với nhau tại Malakal ở vùng thượng nguồn sông Nile. Cả hai ông Kiir và ông Matra đều nói rằng tranh chấp của họ là tranh chấp chính trị, chứ không phải bộ lạc. Nhưng rất nhiều người trong số 45.000 thường dân lánh nạn bên trong các căn cứ của Liên Hiệp Quốc trên toàn quốc nói rằng họ đã bị nhắm mục tiêu dựa trên sắc tộc của họ. Hai nhà lãnh đạo Nam Sudan cho biết họ đã sẵn sàng đối thoại, nhưng ông Matra nói rằng trước hết tất cả những người trong nhóm của ông bị bắt phải được thả, một điều kiện mà Tổng thống Kiir chưa sẵn sàng để đáp ứng.